kênh Việt Suez 1040. Mục tin thế giới ngày hôm nay được thực hiện tại Cali ngày 6 tháng 7 năm 2020. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị một số tin tức thế giới được tổng hợp như sau. Thứ nhất, cập nhật COVID-19 toàn cầu tính tới ngày 6 tháng 7 năm 2020. Thứ hai là bản tin Úc sẽ tạm đóng cửa biên giới giữa hai bang Victoria và New South Wales. Bản tin thứ ba, người dân Nhật phải lặn qua cửa sổ để thoát ra ngoài vì lũ lụt. Bản tin thứ tư, đeo khẩu trang bằng ràng vòng để ngăn COVID-19. Bản tin thứ năm, Trung Quốc phủ nhận tin triệt sản người Di ngu nhỉ. Bản tin thứ sáu, Canada nói rõ luật an ninh Hồng Kông là bước lùi lớn đối với sự tự do. Bản tin thứ bảy, B-52H bay thẳng từ Mỹ tới Biển Đông. Sau đây là chi tiết cụ thể của các bản tin. Cập nhật tình hình COVID toàn cầu tính đến ngày 6 tháng 7 của năm 2020. Thì theo cái trang thống kê Worldometer, tính đến 6 giờ sáng ngày 6 tháng 7, toàn cầu đã ghi nhận 11.543.419 người mắc COVID-19. Trong đó có 536.344 trường hợp đã tử vong và 6.526.679 người đã bình phục. Hơn 6.52 triệu bệnh nhân COVID-19 đã bình phục. Hơn 4.42 triệu người đang được điều trị, với khoảng 1% số này trong tình trạng nặng hoặc là nguy kịch. Người ta ghi nhận hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 là Mỹ và Brazil, với tổng số ca mắc bệnh ở Mỹ và Brazil lần lượt là 2.979.867, tức là ở Mỹ đó quý vị, và ở Brazil là 1.603.055 trường hợp nhiễm bệnh, trong khi số ca tử vong ở Mỹ là 132.551 và số ca tử vong ở Brazil là 64.867. Quý vị chú ý những cái số liệu chúng tôi đọc ở đây, nó có trình bày ở đây, nó có thể thay đổi theo từng cái khoảng thời gian nhất định trong ngày nha quý vị. Cho nên có nhiều người quý vị hỏi, ủa tại sao mà số liệu ở đây thì nói về số liệu ở cái trang web khác hoặc ở những video khác nó khác. Thì quý vị phải chú ý vào cái thời điểm mà chúng tôi trình bày video thì cái số liệu như vậy. Nhưng mà 50 phút sau hoặc là có thể nửa tiếng, hoặc một tiếng hồ sau thì những số liệu này nó đã có thể thay đổi rồi quý vị. Tiếp tục cái bản tin. Thì trong ngày 5 tháng 7, Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao với 23.932 trường hợp, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên tới 697.836 trường hợp, vượt qua Nga và trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng nặng thứ ba thế giới vì đại dịch nguy hiểm này. Ở Đông Nam Á, người ta nhận thấy Philippines có số ca nhiễm mới trong ngày 5 tháng 7 cao nhất khu vực với 2.424 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trên cả nước này lên tới 44.254 người. Tại cái vùng Trung Đông, ngày 5 tháng 7 thì Thủ tướng Do Thái là Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang ở trong tình trạng khẩn cấp do sự tăng gấp đôi số ca mắc COVID-19. Thủ tướng cho biết thêm sự gia tăng trở lại đang thách thức hệ thống y tế của Do Thái. Bộ Y tế Do Thái ghi nhận thêm 755 ca nhiễm mới trong ngày 5 tháng 7, nâng tổng số ca mắc COVID-19 của quốc gia này lên 29.787 người. Tại khu vực Nam Phi, ngày 5 tháng 7, Bộ Quốc phòng của nước này đã triển khai hơn 50 cán bộ quân y đến tỉnh Eastern Cape nhằm tăng cường hỗ trợ cho đội ngũ y tế địa phương trong bối cảnh tỉnh này trở thành ổ dịch COVID-19 lớn thứ ba tại Nam Phi, chiếm hơn 13% tổng số ca nhiễm trên toàn quốc. Bản tin thứ hai, Úc sẽ tạm đóng cửa biên giới giữa hai bang Victoria và New South Wales. Sau khi số ca COVID-19 bất ngờ tăng vọt tại thành phố Melbourne, chính quyền Úc thông báo là tạm cửa đóng cửa biên giới giữa hai bang đông dân nước Úc là Victoria và New South Wales. Việc đóng cửa biên giới giữa hai bang đông dân nhất của Úc sẽ có hiệu lực từ thứ tư tuần này, 8 tháng 7.
Thật đáng lo ngại khi mà chỉ trong 2 tuần qua, số ca bệnh COVID-19 tại Melbourne, thành phố thủ phủ bang Victoria đã tăng thêm vài trăm người, chiếm 95% tổng số ca bệnh COVID-19 mới của toàn nước Úc. Cuối tuần qua, ngày 4 tháng 7, chính quyền sở tại đã thực hiện thi lệnh phong tỏa nghiêm ngặt với 9 chung cư ở Melbourne, buộc 3.000 người không được phép rời nhà vì bất cứ lý do gì sau khi phát hiện một ổ dịch trong khu vực. Quân đội đã được điều động tới hỗ trợ chính quyền bang Victoria tiến hành xét nghiệm virus corona. Mỗi ngày ít nhất 20.000 người đã được xét nghiệm. Bản tin thứ 3, người dân Nhật phải lặn qua cửa sổ để thoát ra ngoài vì lũ lụt. Vì nước lũ lên quá cao tại Nhật, vợ chồng cụ Narumi Kawano, 78 tuổi, đã phải leo lên tầng 2 để tránh. Nhưng do nước dâng lên rất là cao đến tận vị trí của họ, và họ đã quyết định lặn xuống 2 mét và bơi thoát ra ngoài qua cửa sổ. Theo báo German Times, nước lũ sâu và rủi ro sạt lở ở nhiều nơi đã cản trở các hoạt động tìm kiếm cứu hộ tại Nhật ngày hôm qua. Có đến 40 người được xác nhận đã chết hoặc mất tích ở Nhật Bản trong ngày 5 tháng 7. Tiếp đến sáng 6 tháng 7 đã có 22 người chết vì lũ lụt và ít nhất 18 người khác mất tích, nhưng nhiều khả năng đã tử vong ở tỉnh Kumamoto. Đa số các nạn nhân thuộc nhóm từ 60 đến 80 tuổi. Theo tin tức chung, bờ đê của sông Kuma bị vỡ ở nhiều vị trí trong và sau cơn mưa lớn sáng 5 tháng 7. Lũ lụt và lở chặn đường giao thông và cuốn trôi nhiều ngôi nhà. Lực lượng cứu hộ đã rất chật vật để tiếp cận cái khu vực bị ảnh hưởng nặng dọc bờ sông hai thành phố Yasushiro và Hitoyoshi. Thủ tướng Nhật cho biết chính quyền sẽ gửi 10.000 người thuộc lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật tham gia cứu hộ. Japan Times ghi nhận một số khu vực rộng lớn dọc sông Kuma bị nước lũ nuốt chửng. Nhiều phương tiện bị nhấn chìm, nước lũ dâng lên tới nóc nhiều ngôi nhà. Lũ bùn tràn vào các ngôi nhà khiến do nhiều người dân không còn chỗ trú phải leo lên nóc nhà gửi tín hiệu cho đội cứu hộ. Trước đó, chính quyền đã yêu cầu khoảng 203.200 cư dân ở Kumamoto và vùng lân cận Kagoshima phải sơ tán. Hơn 100 nhà trú ẩn an toàn đã được thành lập. Tuy nhiên, do lệnh sơ tán là không bắt buộc, nên vẫn có rất nhiều người quyết định ở lại già do ngại có thể bị nhiễm corona ở các trung tâm này, mặc dù chính quyền cam kết các trung tâm được trang bị thiết bị bảo đảm an toàn. Cơ quan khí tượng kêu người dân cảnh giác vì mưa lũ và lũ bùn sẽ còn xảy ra ở các vùng phía Tây Nhật Bản cho đến ngày 7 tháng 7. Lũ lụt cũng làm mất điện liên lạc ở một số khu vực, càng làm chậm tiến độ cứu hộ đối với những người bị cô lập trong lũ. Bản tin thứ tư, đeo khẩu trang bằng vàng rồng để ngăn COVID-19. Theo Hindu, ngày 4 tháng 7, doanh nhân người Ấn Độ có tên là Shankar Kushadi, sống ở thành phố Pune, bang Maharashtra, đã tạo ra chiếc khẩu trang bằng vàng cho riêng mình nhằm mục đích ngăn sự lây nhiễm COVID-19. Nghe nói chiếc khẩu trang có giá bán gần 4.000 đô và mất tới 10 ngày để hoàn thiện. Những bức ảnh về ông này được đeo khẩu trang bằng vàng đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người chú ý. Được biết rằng doanh nhân này từng tham gia một số chương trình từ thiện giúp đỡ cho những người có bối cảnh nghèo khó trong đại dịch COVID-19. Không ai dám chắc rằng chiếc khẩu trang bằng vàng ròng của ông có thể ngăn được COVID-19 hay không, nhưng chắc chắn đó là một quyết định lạ lùng, vừa khoe sự giàu có chịu chơi của mình, vừa đảm bảo quy tắc đeo khẩu trang khi đi ra đường. Bản tin thứ năm, Trung Quốc phủ nhận tin triệt sản người Duy Ngô Nhĩ. Trung Quốc phủ nhận thông tin triệt sản người Duy Ngô Nhĩ để kiểm soát dân số. Tuy nhiên, công trình của nhà nghiên cứu Đức có tên là Erlangen đang thổi bùng lên những căng thẳng âm ỉ giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề tân cương. Trong báo cáo được công bố ngày 29 tháng 6, ông Zhen cho biết phụ nữ người Di Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác
bị ép phải phá thai nếu không muốn ngồi trại tập trung. Nhà nghiên cứu người Đức này khẳng định các phát hiện của ông đủ để gọi những gì mà Trung Quốc làm ở Tân Cương là một chiến dịch diệt chủng nhân khẩu học theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc. Hãng thông tấn AP trong ngày 29 tháng 6 cũng công bố một cuộc điều tra riêng nhưng dẫn đến cùng kết luận với ông Zen. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức hành vi khủng khiếp này. Ông cũng thúc giục các nước đứng lên cùng Washington để đặt dấu chấm hết cho hành động phi nhân tính của Bắc Kinh. Lịch sử sẽ phán xét những gì chúng ta làm hôm nay, ông ta nói như vậy. Tuy nhiên, Bắc Kinh nhấn mạnh không có chuyện nước này tiến hành chiến dịch triệt sản có hệ thống để kiềm chế dân số Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác. Trung Quốc bị cáo buộc bắt nhốt hơn 1 triệu người nghi Ngô Nhĩ theo Hồi giáo trong các trại tập trung ở Tân Cương trong suốt thời gian qua. Bản tin thứ 6, Canada nói luật an ninh Hồng Kông là bước lùi lớn đối với sự tự do. Thủ tướng Canada ngày 3 tháng 7 thông báo Canada sẽ ngừng hiệp ước dẫn độ cùng Hồng Kông vì luật an ninh mới. Ngoại trưởng Canada cũng chỉ trích đạo luật này là bước lùi lớn đối với sự tự do. Ông đã nói như vậy, chúng tôi rất lo ngại về tình hình Hồng Kông. Theo Thủ tướng Canada, nguyên tắc một quốc gia hai chế độ không chỉ quan trọng với 7.5 triệu cư dân thành phố mà còn với 300.000 người Canada đang sống tại đó. Trong khi đó, trong tuyên bố đăng tải trên trang chính thức Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa cho rằng Canada đã can thiệp thô bạo vào vấn đề của Trung Quốc. Giới quan chức tại Hồng Kông hôm 4 tháng 7 cho biết họ rất thất vọng bị quyết định đình chỉ hiệp ước dẫn độ Canada. Nhưng một phát ngôn viên thuộc văn phòng chính phủ Canada một lần nữa nhấn mạnh mối lo nghiêm túc của nước này đối với luật mới của Trung Quốc. Người này cho biết Ottawa không có bình luận gì thêm. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Ottawa đã trở nên căng thẳng kể từ năm 2018 sau khi Canada bắt bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei, theo yêu cầu của Mỹ. Khi bà Mạnh bị bắt, Trung Quốc cũng bắt 2 công dân Canada là cụ nhà ngoại giao Michel Kovic và doanh nhân Michel Sparrow với cáo buộc hoạt động gián điệp. Bản tin thứ 7, B-52H bay thẳng từ Mỹ tới Biển Đông. Pháo đài B-52H đã bay suốt 28 tiếng từ bang Louisiana của Mỹ tới Biển Đông tập trận với 2 tàu sân bay Mỹ, rồi mới hạ cánh ở đảo Guam. Theo chuyên gia Trung Quốc tên là Wang Zhanan khẳng định với Hoàng Cầu Thời báo rằng màn phô diễn sức mạnh của 12 máy bay Mỹ để nhắc nhở Trung Quốc về năng lực tấn công tầm xa của Mỹ. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của Mỹ thì nhấn mạnh sự xuất hiện của B-52H sau một cái hành trình dài cho thấy cam kết của Washington đối với hòa bình và ổn định khu vực. Chi tiết cụ thể là chiếc B-52 nói trên đã cất cánh từ căn cứ không quân thuộc bang Louisiana, bay suốt 28 tiếng tới Biển Đông rồi mới hạ cánh xuống căn cứ Anderson trên đảo Guam ngày 4 tháng 7. Tại Biển Đông, pháo đài bay của Mỹ đã có màn phô diễn sức mạnh khi dẫn đầu đội hình 12 máy bay gồm 10 chiếc FA-18 và máy bay cảnh báo sớm E-2C. Màn trình diễn cho thấy sự phối hợp của không quân và hải quân Mỹ trong việc chuyển thông điệp tới Trung Quốc. Bắc Kinh đã ngang ngược tổ chức tập trận quy mô lớn 5 ngày ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, một động thái lập tức vấp phải sự lên án của Việt Nam, Mỹ, Philippines. Dù có lịch sử vận hành lâu đời, B-52H vẫn được coi là bộ ba máy bay răng đe hạt nhân chiến lược của Mỹ, cùng với B-1B và B-2. Không quân Mỹ đã liên tục nâng cấp pháo đài bay và trang bị các loại vũ khí tấn công tầm xa thế hệ mới. Kính thưa quý vị, bản tin thứ 7 về việc B-52H của Mỹ bay thẳng từ Louisiana tới Biển Đông để tham gia tập trận đã kết thúc cái chương trình tin thế giới của chúng tôi ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
nếu quý vị thấy rằng các video của chúng tôi là hữu ích, xin mời quý vị đăng ký like share. Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Một lần nữa xin kính chào, hẹn gặp lại quý chị ở những video tin thế giới kế tiếp. Xin chúc sức khỏe quý vị rất nhiều.